Chào anh em, hôm nay vườn bonsai lên cho anh em một cây bonsai. Nó là trực cực kỳ cổ quái và đẹp. Đây là cái dàn rễ, dàn rễ của nó lên rồi. Cổ xưa ha, đừng nét uống thế giáng long xưa nè. Cây này thì nó có tuổi thọ là hơn 20 năm rồi anh em. Cổ này thì nó là 30 cm, cái cổ này 30 cm, cái ôm rễ chậu này nó là 89 cm, cục này là 89 cm nè, nguyên cục này nè. Đó, đây là nhánh tay của nó nè, nhánh tay của nó cực kỳ đẹp nha anh em. Hàng này hàng bonsai đấy, bonsai tông lỡ. Hiện tại thì đường uốn nghệ thuật rất là nhuyễn cây, rất là đẹp cây. Đó, anh em nhìn không là cũng biết rồi, thuần cây, nhuyễn cây rất là đẹp, từ ngọn xuống cho tới gốc luôn đều là những cái nét nghệ thuật không. Cây trên 20 năm, gốc rễ thì nó đã lên nu rất đẹp luôn anh em. Chậu này thì chậu men giả cổ, chậu men giả cổ, viền cái viền của nó như khoảng 40, anh em thấy không, cái độ già của cái cuồng gốc mà nó lên nè. Đấy, trong thân thì nói chung là lá nó quá dày, ánh nắng nó không tới cho nên là nó quá rong đó. Còn cây nó khỏe, anh em dòm mấy dàn tay của nó nè, trắng nõn à. Thì cây nó đều, cái form cây rất là đều luôn anh em. Đã quay tứ diện cho anh em xem nhé. Giống này giống cúc lai nha anh em, búp rất là dày. Đấy, bốn bên rễ của nó nè, anh em nhìn nè, một cây đáng đồng tiền bát gạo luôn ha. Đó, từ ở trong thân cho nó hoài luôn ha. Nhánh tay là đều là đẹp và nghệ thuật hết luôn. Đây, quay từ trên xuống cho anh em xem nha. Cái chiều cao của cây là khoảng 1 mét anh em. Đấy, nguyên cả form cây từ trên xuống nè, em thấy nhuyễn không. Đấy, cái này thì nó đã lên lên da nu hết rồi nè. Cái vết chỗ này là thành như là lão già cộm cây hết rồi. Cây cổ cây nè anh em, nhìn cái cây thấy đã không. Đấy, búp từ form cây nè, bốn bên nè. Đó, lên tới ở trên nè, trên đọt nè anh em. Rồi, gốc trong thân của nó, dòm cái thân của nó nu lên nè, nó già cây, cái cây nó rất là đẹp luôn. Đây là búp nữa ha anh em. Hai búp là thoải mái, cỡ như là chơi thoải mái nha anh em. Đấy, vô tư. Bonsai nghệ thuật tuổi thọ hơn 20 năm. Rồi, mình cũng quay cho anh em xem kỹ hết cây rồi, phong tứ diện đế rễ hết rồi. Rồi, mình có báo giá trên phần tiêu đề nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em xem video nha.